Vâng, cảm ơn giọng ca, giọng song ca của hai ca sĩ với bài hát Tình Sự Tình Em Gái. Để tiếp nối chương trình văn nghệ, xin mời quý vị cùng thưởng thức một giọng ca của Bích Liễu với bài Thơ Tình Của Núi. Xin mời quý vị cùng đón nghe. Sau tiết mục Thơ Tình Của Núi là tiết mục Múa Hoa Trăm Ba của Dương Thu Hồng ạ. Lời đầu tiên Nguyễn Điều xin cảm ơn tới cô chú và anh chị em ạ, và đó mặt thường chúng này ạ. Là kính chúc các cô chú anh chị em một lời chào thân thương nhất ạ. Hãy subscribe.